Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi chữa đề tiếp theo của chúng mình trong ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở đây chưa? Nhưng mà đúng như lịch hẹn cùng với các bạn thì hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi ạ. Rất là hy vọng các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị trong cái buổi chữa đề tiếp theo ngày hôm nay. Và các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng với nhau có một cái đề, cũng lại là một cái đề bám rất sát vào đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia ạ. Chị đã nói rồi, giai đoạn này là chúng ta đang cùng với nhau trọng tâm vào việc luyện đề. Và bạn nào đã đang có mặt trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì tiếc gì, thả cho chị Hiên một tim và một like nhở, đúng không? Và đừng quên việc tag thêm những người bạn của mình vào trong phần phát trực tiếp này giúp chị Hiên nhé. Ok không ạ? Rồi, xin chào Thanh Thu, vẫn là những gương mặt rất quen thuộc và cực kỳ bền bỉ với cái tiến trình chúng mình cùng chữa đề. Xin chào Trà My, xin chào tất cả các em. Đừng quên là tag thêm những người bạn, bởi vì chị tin rằng đây cũng chính là những cái lượng kiến thức mà những người bạn của các em, những người bạn cùng tiến của các em đang rất là cần đây ạ. Và đừng quên chia sẻ nó nhá. Ok chưa ạ? Các bạn ơi, chúng mình có một cái đề tiếp theo ngày hôm nay cùng với nhau. Và đây là một cái đề thi thử của tỉnh Thanh Hóa, được không ạ? Chúng ta có về cái cấu trúc thì vẫn là như vậy thôi. Vẫn là hai phần đọc hiểu và nghị luận xã, đọc hiểu và làm văn thôi, được không ạ? Thì phần đọc hiểu chúng ta vẫn có 3 điểm thôi. Ok chưa nào? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Đó là chúng mình vẫn sẽ trọng tâm để chữa hai phần, đó là đọc hiểu và nghị luận xã hội trong buổi ngày hôm nay nhá. Ok không? Nhất trí không? Rồi, chị đã nhìn thấy là có khá là nhiều những bạn mới đã tham gia vào trong cái buổi chữa đề ngày hôm nay. Và các em ơi, đừng quên là gì ạ? Các bạn đừng quên một điều rằng là những cái buổi chữa đề này thực sự là những cái buổi rất là quan trọng. Tại vì sao chị Hiên lại nói thế? Bởi vì nhỡ đâu cái đề mà chị chữa sẽ là cái đề xuất hiện ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia thật của chúng mình thì sao? Đúng không? Và đây nó thực sự là một cái tiến trình rèn luyện cho các bạn, để các bạn có thể từ đó rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm, mà chị tin rằng là với những cái kinh nghiệm đó thì các bạn sẽ thực sự sẵn sàng cho cái hành trình mà chúng ta cùng với nhau chinh phục một cái số điểm như các bạn mong muốn đối với cái môn học này. Ok chưa ạ? Vậy nên nếu như mà chúng mình đã có mặt ở đây rồi thì gửi lời chào tới chị nhá, được không nào? Gửi lời chào tới chị trong cái phần chữa đề tiếp theo của ngày hôm nay nhá. Các bạn ơi, đồng ý không ạ? Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá. Rồi, chị ơi, bên chị có khóa luyện đề riêng không? À, rồi, có đấy, Thanh Thu ơi. Chị thấy em là một bạn học sinh cực kỳ chăm chỉ và chị nghĩ là em nên tham khảo một khóa học của bên chị. Bởi vì là tinh thần học của các bạn ấy cũng khác lắm. Khi mà mình đăng ký một cái khóa học ấy, là tự nhiên mình cảm thấy mình có trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Và bởi vì các bạn ấy cảm thấy là có trách nhiệm đối với bản thân mình nên thành ra là có thể là các bạn ấy học chăm chỉ hơn chăng. Nhưng mà em vào cái lớp luyện đề đấy em sẽ thấy các bạn ấy chăm kinh khủng khiếp luôn Thanh Thu ạ. Các bạn ấy chăm lắm luôn ấy. Đấy, nên là nếu như mà em quan tâm thì em có thể nhắn tin về luôn nhá. Bởi vì là hiện tại là chúng ta đang có cái đang học đến cái phần phương pháp viết nghị luận văn học rồi. Chị đã đang dạy đến cái phương pháp viết phân tích một nhân vật trong truyện ngắn rồi. Ngoài ra thì còn những cái dạng đề khác trong phân tích văn xuôi, ví dụ như là phân tích về tình huống truyện hay là phân tích về một cái hình tượng trong tác phẩm ký, thì hiện tại là chị sắp, những buổi sắp tới là chị sẽ dạy về cái phần phương pháp đấy nhá. Khóa nghị luận xã hội của chị thì ngày mai sẽ chính thức khai giảng. Và hiện tại trong ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta có ưu đãi. Nên nếu như những bạn nào muốn thay đổi về nghị luận xã hội và có một cái khóa học để trải nghiệm thì các em cũng có thể nhắn tin về tìm hiểu về khóa học này. Thì đây là những cái nội dung thông tin đầu tiên mà chị cung cấp cho chúng mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau quay trở lại với cái đề thi ngày hôm nay mà chị đã chuẩn bị cho các bạn nhé. Chúng ta có phần đọc hiểu 3 điểm như sau. Đọc bài thơ Những căn nhà ấy. Bắt đầu nhá. Nào tập trung vào đây nhá. Chuẩn bị bút vở chưa? Chúng mình ơi, chuẩn bị bút vở chưa? Xong chưa? Ok chưa? Bắt đầu nhá. Rồi, như thế này. Đâu rồi những căn nhà? Những căn nhà bồng bế tuổi thơ tôi. Những vách cột tay tôi men lẫm chẫm. Không gian rộng trống trơn. Những căn nhà tự nguyện chìm vào đất, tạo dựng các tầng trời, dục ý nghĩ trong đầu người cất cánh.
trên nền xưa say khoảng rộng chân đi thành cánh vỗ tầng thấp tầng cao. Tôi say uống mùi hương thân thuộc của những căn nhà tự chìm vào đất, nền cũ thành bệ phóng, kỷ niệm thành sức bay. Tôi phồng ngực uống mùi hương ký ức để bay vào tương lai. Các bạn ơi, đây là một cái tác phẩm của tác giả Vũ Quần Phương. Và các bạn có thể thấy là chị thấy là ở đây có bạn nào cảm thấy rằng đọc hiểu vào thơ rất là khó không ạ? Có bạn nào có chung cái suy nghĩ như thế không? Đấy là cái bài đọc hiểu mà nó vào thơ á, là một cái bài đọc hiểu mà kiểu cực kỳ khó ấy, mà các bạn hay bị mất điểm vô cùng ở cái đó luôn. Có bạn nào rơi vào cái trường hợp như thế không? Chúng mình có bạn nào ở đây, có bạn 2K5 nào ở đây rơi vào cái trường hợp như thế không? Đấy là nếu như mà vào thơ thì các bạn sẽ thấy nó khó hơn. Người ta cho một cái văn bản kiểu văn xuôi, các bạn sẽ cảm thấy khó hơn rất nhiều. Ở đây có bạn nào cảm thấy thế không ạ? Nếu mà bạn nào cảm thấy thế có thể thả tim cho chị biết hoặc giơ cánh tay lên cho chị biết nhá. Được không nào? Các bạn có thấy là nó bị khó nếu như người ta cho vào thơ không? Và thường là đặc biệt nhá, là đối với những cái dạng câu hỏi thuộc về thông hiểu hay là vận dụng và vận dụng cao á, mà ở trong một cái ngữ liệu văn bản mà người ta cho vào thơ á, là các bạn sẽ cực kỳ bị bối rối. Và thường là các bạn sẽ làm cái câu đó. Đấy, ok, chị có em nè. Trả lời rất hồn nhiên nhỉ. Chị nghĩ rằng là đây không phải là câu chuyện của riêng một mình Huy, cũng không phải câu chuyện của riêng một mình Thanh Thu, và chị tin rằng đó là câu chuyện của hơn 100 bạn đang có mặt ở trong cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải bước qua cái rào cản đó chứ, được không? Và ở đây sẽ là bốn cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời cho cái đề bài này, cụ thể như sau. Câu 1, xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ. Câu 2, trong đoạn thơ thứ nhất tác giả đã hoài niệm tìm kiếm những hình ảnh nào. Câu 3, hai câu thơ sau giúp anh chị hiểu gì về mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, nền cũ thành bệ phóng, kỷ niệm thành sức bay. Và câu 4, thông điệp từ hai câu thơ, những căn nhà tự nguyện chìm vào đất tạo dựng các tầng trời có ý nghĩa như thế nào đối với anh chị? À các bạn ơi, ở đây thì các bạn sẽ thấy đây chính là bốn cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải trả lời. Thì các bạn sẽ thấy ngay đây là dạng câu hỏi nhận biết này, đúng không? Đây là dạng câu hỏi nhận biết này. Đó, đây là dạng câu hỏi gì ạ? Thông hiểu này. Đây là dạng câu hỏi chúng ta sẽ phải vận dụng cao này. Đấy, thì các bạn sẽ giúp chị là chúng ta xác định về cái ngữ liệu, cái câu hỏi đọc hiểu đó nó thuộc cái cấp độ nào. Và bắt đầu chúng ta soi chiếu về những cái nội dung kiến thức mà chúng ta đã nắm được từ những cái cấp độ tìm hiểu đấy, để chúng ta triển khai và chúng ta trả lời nhá. Trước tiên là phải xác định được như thế đã. Ok chưa nào? Thế thì bây giờ ở đây chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị này. Tiếp tục nhá, các bạn sẽ chú ý này. Chúng ta sẽ ngay lập tức đi giải đáp cho cái câu hỏi của phần đọc hiểu này luôn. Đây, các bạn nhìn đây ạ, chúng ta có cái đáp án. Các bạn đều biết rằng là thơ á, thường là cái gọi là gì ạ? Thường gọi là cái phương thức biểu đạt chính bao giờ cũng sẽ là chủ thể trữ tình muốn bộc lộ những cái cảm xúc của cá nhân mình về một cái nội dung gì đó. Thế nên chúng ta thấy rằng cái phương thức biểu đạt chính của bài thơ này là biểu cảm. Rất đơn giản. Đây là câu cho các bạn điểm mà. Câu hỏi nhận biết thôi chứ có gì đâu mà to tát, đúng không? Có gì đâu mà trời bể, có gì đâu mà to tát. Nhận biết thôi mà, phải không nào? Rồi thế thì ở đây câu 2 nha. Chúng ta có cái câu 2 là trong đoạn thơ thứ nhất là cái đoạn thơ đâu rồi những căn nhà, những căn nhà bồng bế tuổi thơ tôi, những vách cột tay tôi men lẫm chẫm không gian rộng trống trơn, những căn nhà tự nguyện chìm vào đất tạo dựng các tầng trời, dùng ý nghĩ trong đầu người cất cảnh. Câu hỏi là gì ạ? Là tác giả đã hoài niệm và tìm kiếm những hình ảnh nào? À, thì đây là cái dạng câu hỏi vẫn là nhận biết thôi. Có nghĩa là các bạn chưa có phải tư duy gì cả, và các bạn bây giờ chỉ soi chiếu nó vào trong cái ngữ liệu mà chúng ta được cung cấp ở trong cái đoạn số 1 là các bạn sẽ ra câu trả lời thôi nhá. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng trong đoạn thơ thứ nhất tác giả đã hoài niệm và tìm kiếm hình ảnh những căn nhà và những vách cột tay tôi men lẫm chẫm. Trong những căn nhà ở đây thì là những căn nhà bồng bế tuổi thơ. Đó, thì cái câu này sẽ có hai cái kiểu trả lời.
Kiểu trả lời thứ nhất là các bạn sẽ triển khai thành lời văn của các bạn. Kiểu trả lời thứ hai là các bạn trích dẫn cụ thể ở trong cái phần ngữ liệu chúng ta được cung cấp trên phần đọc hiểu là ok nhá. Rồi, tiếp tục câu hỏi số 3 này. Hai câu thơ sau giúp anh chị hiểu gì về mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại? Nền cũ thành bệ phóng, kỷ niệm thành sức bay. À, các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là đây là hai cái câu thơ mà chúng ta thấy được một cái mối quan hệ như thế nào giữa quá khứ và hiện tại. Thế thì khi mà các bạn xác định cái câu hỏi này, các bạn sẽ thấy là người ta sẽ yêu cầu các bạn là phải đi tìm những cái từ khóa mà nó phải thuộc về gì ạ? Nó phải thuộc về tính từ. Có nghĩa là các bạn cảm thấy như thế nào giữa cái mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại mà. Thế thì ở đây có phải là chúng ta sẽ phải dùng những cái tính từ để chúng ta trả lời cho cái mối quan hệ đó không ạ? Đúng không nào? Có phải là các bạn sẽ phải đi gì ạ? Các bạn sẽ phải đi tìm những cái tính từ để giải quyết, để thể hiện cho cái mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có là mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại là mối quan hệ khăng khít và bền chặt. Và sau đấy chúng mình sẽ tiến hành làm rõ. Các em ơi, chị có file đáp án của đề này nhá. Đề thi lần 1 của tỉnh Thanh Hóa và có cả đáp án của cả câu nghị luận văn học luôn. Vậy nên nếu như bạn nào muốn nhận thì chia sẻ phần phát trực tiếp này công khai. Và sau đó thì thả tim hoặc là thả like cho phần phát trực tiếp này, một lát nữa nhắn tin về. Các anh chị sẽ gửi cho các em đáp án để các em tham khảo. Như chị đã nói đấy, sẽ có rất là nhiều trường hợp có thể xảy ra. Biết đâu là chúng ta sẽ gặp một cái đề này quay trở lại trong cái đề thi chính thức thì sao? Bởi vì một trong những cái điều mà chị chia sẻ cùng với các bạn đấy là trong những năm vừa qua thì học văn chị Hiên cũng phải nói rằng là có một cái cụm từ, một cái tính từ để nói về, đó chính là cái sự may mắn ạ. Có lẽ chính bởi cái sự may mắn mà đã có rất nhiều bạn đến với học văn chị Hiên và có được những cái niềm vui chia sẻ rằng là chị ơi, nhờ có chị ôn cái bài đó gần đến lúc thi mà em đã hoàn thành được cái phần bài viết của mình rất là tốt. Chị tin rằng đó thực sự là một cái điều mà vui vui với nhau thôi. Bởi vì trên cái phương diện là chị vẫn nói với các em là chúng ta còn đủ thời gian để chúng ta ôn toàn bộ kiến thức. Chúng ta còn đủ thời gian để chúng ta ôn toàn bộ kiến thức. Vậy thì nếu như không phải là bây giờ thì là bao giờ để chúng ta tập trung cho việc đó, đúng không ạ? Nên là các em ơi, mỗi cái cơ hội mà chúng ta đang được đón nhận đều là những cái điều mà chúng ta nên trân trọng. Và cái đề ngày hôm nay khi các bạn được chữa cùng với chị cũng sẽ là một cái đề cho các bạn kiến thức, cho các bạn cơ hội. Và biết đâu nó thực sự sẽ là một cái cánh cửa mở ra cho các bạn những cái điều tốt đẹp trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới thì sao? Đúng không? Tín nhận tín hiệu từ vũ trụ đi nhá. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị này. Chị vừa nói với các bạn rằng là người ta hỏi về cái mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, thì chúng ta sẽ dùng những cái tính từ để chúng ta nói về cái mối quan hệ đấy. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta dùng cái tính từ đó là cái mối quan hệ khăng khít và bền chặt, mà chúng ta sẽ tiến hành giải thích dựa trên hai cái câu thơ. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ làm nó một cách gì ạ? Đơn giản hóa cái câu thơ đó để người ta có thể hiểu được là cái câu thơ đó đang truyền tải một cái nội dung như thế nào. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ để ý ở đây giúp chị đó là chúng ta có này. Quá khứ chính là nền móng để tạo nên những giá trị hiện tại. Và sự phát triển của hiện tại mang những dấu ấn từ quá khứ. Nếu không có quá khứ thì cũng không có hiện tại và tương lai. Phải không ạ? Và chính vì lý do đấy mà không thể tách quá khứ khỏi hiện tại, cần phải biết trân trọng những giá trị được tạo dựng từ những nền móng trong quá khứ. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ trả lời theo 3 cấp độ và 3 ý nhá. Số 1 là chúng ta khẳng định về cái mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại được thể hiện qua hai câu thơ. Số 2 chúng ta làm rõ. Và số 3 chúng ta gửi một cái thông điệp đó để mở rộng hơn cho cái vấn đề này, mở rộng hơn cho cái vấn đề mà chúng ta đang làm rõ ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ chú ý là như thế nhá. Và cuối cùng câu số 4 thì sẽ có khá là nhiều những cái sự gợi ý cho các bạn. Cái thông điệp từ hai câu thơ được rút ra đây ạ, chúng ta có hai câu thơ này. Đó là: những căn nhà tự nguyện chìm vào đất tạo dựng các tầng trời. À, thế thì các bạn có thể thấy rằng là gì đây ạ? Chúng ta sẽ có cái thông điệp được rút ra từ hai câu thơ này.
đó là có thể là thông điệp về sự hy sinh, cống hiến, tình nguyện dâng hiến bản thân cho những giá trị chung, cho những điều tốt đẹp. Và không hiểu vì sao mà nhắc đến cái này thì chị lại nhớ tới một cái đoạn, được không ạ? Trong chúng ta có: nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Thế thì ở đây các bạn có thể thấy là những cái vần thơ này, những hai cái câu thơ này cũng đang gửi gắm một cái thông điệp, đó là thông điệp về sự hy sinh, cống hiến, tình nguyện dâng hiến bản thân cho những giá trị chung, cho những điều tốt đẹp. Và chúng ta khẳng định lại đây là một cái phẩm chất cao quý và cần thiết phải có ở mỗi người, rất đáng để được trân trọng, được không ạ? Và vì sao lại như thế á? Chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi tại sao để lý giải cho cái đó chứ. Ok chưa nào? Chúng ta sẽ phải chủ động đặt ra cái câu hỏi tại sao để lý giải chứ. Là bởi vì cuộc đời vô cùng rộng lớn, sẽ có nhiều thử thách và khó khăn phải đối mặt. Đôi khi bản thân chúng ta sẽ không thể giải quyết được. Và khi đó thì một tập thể để có thể giải quyết được cái điều đó thì cần cái sự cống hiến, một người vì mọi người, thì chúng ta mới có thể vượt được qua cái điều đó và đạt được những cái thành tựu, được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cống hiến, hy sinh cũng là một cái điều để giúp cho chúng ta có thể làm gì ạ? À, để giúp cho chúng ta có thể làm được nhiều những cái điều có ý nghĩa cho xã hội, cho cuộc sống nhá. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Đấy là về cái phần nội dung gợi ý cho cái câu đọc hiểu. Còn đối với cái phần làm văn, cụ thể là câu nghị luận văn, nghị luận xã hội, thì các bạn thấy là chúng ta có một cái đề bài, đó là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về giá trị của những thay đổi mới mẻ trong cuộc sống. Đây là một cái đề mà chị nghĩ là nó không thực sự là thách thức đối với các bạn đâu. Chỉ là có thể là các bạn chưa làm rõ được về cái những điều mới mẻ trong cuộc sống là gì thôi. Khi mà các bạn đã làm rõ được cái điều này rồi thì chị nghĩ là cái việc mà các bạn đưa ra cái phần gọi là một cái bài nghị luận về cái đề này thì nó đơn giản thôi. Thế thì mình cứ thực hành theo đúng những cái thao tác, theo đúng những cái bước mà chị đã chỉ dẫn cho các bạn khi mà viết nghị luận xã hội thôi. Và nhớ nhá, ngày mai là chị sẽ chính thức khai giảng khóa học nghị luận xã hội. Hiện tại thì vẫn đang còn ưu đãi cho khóa học này đấy ạ. Và nếu như những bạn nào mà muốn nâng cấp cái việc viết nghị luận xã hội của mình thì nhanh chóng nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có được một cái slot nhanh chóng tham gia cùng với chị, để chúng mình cùng với nhau cải thiện việc viết nghị luận xã hội của chúng ta nhá. Ok không ạ? Rồi, đúng rồi em ạ, chính xác đấy, ngày mai sẽ khai giảng nhá. Vậy nên nếu như mà em muốn đăng ký thì sẽ nhắn tin về nhá, được không ạ? Chị rất hy vọng là sẽ được gặp các bạn ở trong một cái khóa học 10 buổi này. Sau 10 buổi chúng ta sẽ cùng với nhau thay đổi về việc viết nghị luận xã hội. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có này. Chúng ta xác định một vài yếu tố nhé. Thứ nhất, hình thức là đoạn văn, dung lượng khoảng 200 chữ, đúng không? Và cái vấn đề nghị luận cần phải làm rõ, đó chính là gì? Giá trị. Được chưa nào? Giá trị của những thay đổi mới mẻ trong cuộc sống. Đó, ok chưa nào? Đấy, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Hình thức, đoạn văn, dung lượng, vấn đề nghị luận. Đây là ba cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải xác định ngay và luôn khi mà chúng ta bắt đầu tiến hành viết một cái đoạn văn nghị luận xã hội. Phải làm như thế này để cho rõ ràng chứ nhá, làm như này cho rõ ràng. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là phần mở đoạn, chúng ta sẽ xác định là cái key mà chúng ta phải nêu được ra là gì? Là giá trị của những thay đổi mới mẻ trong cuộc sống. Ok chưa? Sau đó phần thân đoạn thì chúng ta sẽ tiến hành các cái thao tác như bình thường thôi. Chúng ta sẽ giải thích. À, và nhớ là như chị đã nói, giải thích theo ý hiểu của cá nhân nhưng cần phải hợp lý và đi đúng vào trọng tâm của vấn đề. Ví dụ như là những cái điều thay đổi mới mẻ trong cuộc sống, đó là những cái sự biến đổi, chuyển rời, đúng không ạ? Khiến cho chúng ta được tiếp cận với những cái điều nó sáng tạo và tích cực hơn. Ví dụ là như thế. Ok chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành phân tích và bàn luận. Chúng ta sẽ đưa ra những trả lời cho một cái câu hỏi rằng là tại sao
những cái biến đổi mới mẻ lại mang tới những cái ý nghĩa gì, mang tới những cái giá trị gì cho cuộc sống của con người, đúng không? Mà chúng ta lại phải cần nó đến như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là những cái thay đổi mới mẻ trong cuộc sống chính là tiền đề cho sự phát triển của xã hội. Xã hội thì sẽ luôn luôn đi lên mà, đúng không ạ? Sẽ luôn luôn phát triển theo hướng đi lên, chiều mũi tên đi lên thôi. Và cuộc sống của con người sẽ trở nên văn minh và hiện đại hơn. Khi mà những cái thay đổi mới mẻ của cuộc sống thì sẽ mang tới cho con người những cái trải nghiệm mới trong những cái môi trường mới. Khi mà người ta có được trong môi trường, người ta được sống trong một cái môi trường mới thì sẽ tạo được cảm hứng để mỗi người có thể thay đổi, hoàn thiện bản thân, duy trì cái sự tươi mới và cởi mở trong tư duy. Và từ đó chúng ta sẽ có được những cái thành quả sáng tạo, đóng góp tích cực cho xã hội. Và ngược lại, nhìn cái vấn đề này ở một cái khía cạnh khác, góc độ khác, thì nếu không có sự thay đổi thì con người sẽ trở nên cũ kỹ, trì trệ và xã hội sẽ không thể phát triển. Chúng ta thấy rằng là kể cả bản thân chúng ta bây giờ, điều mà chúng ta hướng đến cũng là cái gì hả các em? Có phải là sự phát triển không? Các em có muốn là mình tốt lên mỗi ngày không? Chị tin là các bạn luôn luôn mong muốn như thế. Không phải là chỉ một mình các bạn, mà kể cả bản thân chị cũng mong là mỗi ngày mình sẽ tốt lên một chút, mỗi ngày mình sẽ trở nên xuất sắc hơn một chút. Bởi vì thời gian thì không có chờ đợi chúng ta, và mọi cái sự thành công mà chúng ta đạt được nó sẽ được đánh đổi bằng cái sự nỗ lực của chúng ta mỗi ngày. Hãy xuất sắc lên mỗi ngày thay vì việc chờ đợi một cái cơ hội 10-10 xảy đến, giống như kiểu là chờ đợi một cái sự may mắn, mà hãy biến chính những cái nỗ lực của mình trở thành những cái điều may mắn. Thì đấy sẽ là, chị cho rằng là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là ai thì cũng sẽ muốn hướng tới cái sự mới mẻ. Và đúng là cái sự mới mẻ khiến cho chúng người trẻ chúng ta cần phải có đủ cái sự can đảm để bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình, được không ạ? Sau đấy thì chúng ta sẽ chứng minh, chúng ta đưa ra một vài những cái dẫn chứng mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ví dụ như là nhà vật lý Galilei, đúng không ạ? Đã dám thay đổi cái quan niệm là mặt trời quay xung quanh trái đất, để đưa ra chân lý là trái đất quay xung quanh mặt trời. Cái thời điểm đấy là một cái thời điểm mà đã gì ạ? Không có ai tin vào cái điều đó cả. Thế nhưng mà đến sau này thì chúng ta thấy đó là một cái quan niệm chính xác và đúng đắn. Hay là những cái câu chuyện về việc là gì ạ? Đó là chúng ta có được những cái sự thay đổi khi mà chúng ta đã thay ô tô xăng. Bây giờ rất là nhiều quốc gia, đất nước đã sử dụng ô tô điện, để vừa hướng tới cái việc thay đổi với một cái mục tiêu là để bảo vệ cho cái môi trường của thế giới dường như đang bị hủy hoại bởi con người. Về cái vấn đề nhiên liệu, đúng không ạ? Để làm gì ạ? Để thứ nhất là cuộc sống của con người về không khí, về mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, đúng không nào? Thì chị thấy rằng là, đấy, khi mà chúng ta thực sự hiểu được rằng về cái giá trị của việc là chúng ta, những cái thay đổi mới mẻ trong cuộc sống nó sẽ đem lại những cái điều cực kỳ lợi lạc cho chúng ta, đúng không ạ? Thế sau đấy thì các bạn sẽ suy ra một cái vấn đề, các bạn sẽ tiến hành, đó là liên hệ bản thân mình. Các em đã dám tiếp cận với những điều mới mẻ chưa? Và khi mà các em tiếp cận với những điều mới mẻ như thế thì các bạn đã nhận được những cái điều gì? Và sau đó thì cuối cùng các bạn sẽ đưa ra một cái phần kết đoạn khẳng định lại nhá. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đoạn văn tham khảo dành cho chúng mình. Hiện tại thì chị đã đang có lớp luyện đề rồi, và chị đã đang dạy các bạn ấy đến cái phần là phương pháp phân tích văn xuôi, và cụ thể là phương pháp phân tích nhân vật rồi. Chị đánh giá năm nay có một cái lớp luyện đề cực kỳ chất lượng, bởi vì các bạn ấy thực sự rất ham viết, rất ham học và cực kỳ chăm chỉ. Vậy nên nếu như mà những bạn nào mà muốn tham gia cùng với chị trong một cái khóa học mà chúng ta có thể cùng với nhau trao đổi, để chúng ta cùng với nhau luyện những cái đề sát nhất về cấu trúc của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia, và học sâu về phần phương pháp nhé. Nhấn mạnh là học sâu vào phần phương pháp. Còn lại ở trong khóa này là chị không có dạy về kiến thức nền nha. Chị chỉ dạy về phương pháp thôi, phương pháp làm bài. Còn kiến thức nền thì các bạn tham khảo một cái khóa học khác. Thì các em có thể tham dự cùng với chị bằng cách nhắn tin về tìm hiểu xem có phù hợp không. Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ ngày sau muốn gặp phải chờ đúng tròn 1 năm đấy ạ. Vậy nên nếu như những bạn 2K5 nào mà đang đặt một cái mục tiêu cao cho việc thi Trung học Phổ thông Quốc gia của mình thì có thể chủ động tham khảo nhé. Thì ở đây chúng ta có một cái phần bài viết như thế này. Đó chính là triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclit từng nói: không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, để ám chỉ sự vận động không ngừng của vạn vật trong vũ trụ. Dưới sự tác động của quy luật chảy trôi đó,
Những sự thay đổi mới mẻ của cuộc sống là tất yếu và rất cần thiết cho sự phát triển của con người. Đây rồi, đưa ra được key đây rồi. Ok chưa ạ? Giải thích nhá. Thay đổi là sự biến đổi chuyển rời khiến cho sự vật không còn như trước nữa. Những sự thay đổi mới mẻ trong cuộc sống là những điều tích cực, là những điều có giá trị vô cùng quan trọng đối với con người. Chúng thay thế loại bỏ những yếu tố cũ kỹ lạc hậu để mang đến cho con người những trải nghiệm mới trong một môi trường tốt đẹp, văn minh, hiện đại hơn. Từ đó, gì đây ạ? Từ đó tạo được cảm hứng cho mỗi người tự hoàn thiện bản thân, duy trì sự tươi mới và cởi mở trong tư duy để họ có thể đạt được những thành quả và đóng góp tích cực cho xã hội. Nếu không có sự thay đổi, chúng ta sẽ trở nên luẩn quẩn bế tắc trong những lối mòn và khiến cho bản thân, xã hội trì trệ và chậm phát triển. Dẫn chứng ở đây nhá, ta có thể thấy rõ qua hành trình tiến hóa của con người. Thay vì mãi sử dụng đồ đá thì ngày nay ta biết dùng đồ sắt, đồ đồng, biết tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp để cuộc sống trở nên thuận tiện phát triển hơn. Hoặc là các bạn có thể đưa ra một cái dẫn chứng mà như chị nói cùng với các em đấy. Đó là cái việc mà VinFast đã sáng tạo, chế tạo thành công xe điện và xuất khẩu xe điện, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng là đó là một cái mới. Nó thực sự là một cái điều mới và nó thực sự là một cái điều rất đáng tự hào đối với Việt Nam. Khi mà chúng ta đang theo kịp những cái nước phát triển trên thế giới, khi mà những cái kỹ sư đầu ngành, những cái kỹ sư rất là giỏi của VinFast đã làm chế tạo thành công những cái chiếc xe điện và để hướng tới một cái giá trị tốt đẹp, đó là gì ạ? Nhằm một cái mục đích là tiết kiệm nguồn nhiên liệu và bảo vệ môi trường, đúng không ạ? Đó là những cái mới. Và chính những cái mới đó đưa cái chất lượng cuộc sống của con người tốt hơn. Đấy, thì các bạn sẽ chú ý nhá. Ok chưa nào? Rồi, thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là một người trẻ, tôi cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm, phải làm quen, thích nghi với những thay đổi tân tiến hiện đại để có thể bắt kịp với xu thế chung của thế giới và trở thành công dân toàn cầu trong tương lai. Thế nhưng, chúng ta phải hiểu rằng để có thể nắm bắt rõ hơn về giá trị của những thay đổi mới mẻ ấy thì trước tiên bạn phải dũng cảm để bước khỏi vùng an toàn của mình trước đã. Được không ạ? Đấy, thì đơn giản là như vậy. Các bạn có thể đưa ra một cái phần đoạn văn, chị nghĩ là nó không quá phức tạp nhưng nó cũng đủ cái điều kiện để đáp ứng cho những gì mà chúng ta đang giải quyết ở trong cái đề này. Đương nhiên là các bạn vẫn có thể sáng tạo hơn trong cách viết của mình, triển khai theo cái quan điểm của các bạn, theo cái định hướng của các bạn, bởi vì đây thực sự là một cái vấn đề khá là rộng mở dành cho chúng ta. Thì các em có thể đi theo nhiều cách khác nhau nhá. Ok chưa nào? Rồi, thế thì các bạn ơi, đây chính là cái đề tiếp theo mà chị Hiên chữa dành cho chúng mình. Các bạn có thể tham khảo đáp án của cái đề này. Và tối mai thì chúng mình lại có một cái đề tiếp theo nữa. Giai đoạn này là liên tiếp luyện đề thôi. Nên rất hy vọng là các bạn cũng sẽ tiếp tục tác thêm những người bạn và tham gia cùng với chị Yên trong một cái buổi chữa tiếp theo cùng với chị nhá. Và nhớ là ngày mai chị đã chính thức khai giảng khóa học nghị luận xã hội rồi đấy. Bạn nào chưa đăng ký thì nhanh chóng nhắn tin về để đăng ký, để tăng cái cấp độ học nghị luận xã hội của mình lên nhá, tăng số điểm của mình lên nhá. Ok không ạ? Còn bây giờ thì rất là cảm ơn các em vì đã học cùng với chị. Hẹn gặp lại chúng mình ở trong buổi học tiếp theo nhá. Bye bye.